Chào mọi người nhé, mình giới thiệu đến các bạn là cặp uốn ATS ạ. Đây là chai số 1 nhé. Hàng này thì trên thị trường là chưa có hàng đều hay hàng giả, hàng fake đâu anh em, chị em yên tâm về cái chất lượng sản phẩm ạ. Đây chai số 1, hàng Hàn Quốc nhé, Made in Korea này. Đây là hạn sử dụng nhé. Hạn sử dụng các bạn đọc ngược lại nhé, đọc cờ sau ra trước nhé, 23/8. Còn đây là chai số 2 này. Đây chai số 2 ạ, 30/8/2023 nhé, 23/8/2030. Sao khác nhau nhỉ? À, 30/8/2030, 30/8/2023 nhé, đọc ngược lại nhé. Còn đây là cái link của mình đang bán ở trên Shopee. Mình sẽ click link và xem số lượng bán cũng như đánh giá cho anh em xem nhé. Đây, đây là shop mình nha. Shop mình thì mình mới có quyền click vào link này. Sau đấy click vào cái xem trước này. Xem trước thì nó sẽ ra link của cái sản phẩm này nhé. Cái số lượng bán ra của mình này, ở trên này thời điểm này là 162 đã bán và có 26 đánh giá và đa số là 5 sao nha. Đánh giá thì trong đấy có đánh giá là 5 sao 24 lần đánh giá, 4 sao 1 lần và 3 sao 1 lần. Đấy. Thì đa số đánh giá 5 sao, các bạn xem chất lượng của sản phẩm mình biết này. Đấy. Chất lượng ok, hàng chuẩn, mọi người yên tâm mua nha. Tuyệt vời, mình nghĩ hơn, mình nghĩ sẽ ủng hộ thêm shop này. Trang 2 nha. Đấy. Trang 3 nha, tất cả đánh giá đều rất ok nha, đánh giá qua bình luận này. Đấy. Giao nhanh đủ hàng. Đấy. Hàng nhanh, hàng chuẩn nha. Đấy. Anh em mua hàng để lại số điện thoại nhé. Để lại số điện thoại bên mình sẽ tư vấn ạ.